Chào bạn. Đã bao giờ các bạn tự hỏi đâu là lý do để khách hàng đến với doanh nghiệp chúng ta chưa ạ? Có thể câu trả lời của bạn sẽ là sản phẩm của tôi tốt, dịch vụ của tôi tốt, máy móc công nghệ của chúng tôi hiện đại, nhân sự của chúng tôi tốt. Nhưng chúng ta hãy bình tĩnh lại và nhìn xung quanh. Các đối thủ của chúng ta họ cũng tự tin, cũng khẳng định được rằng là nhân sự họ giỏi, sản phẩm dịch vụ của họ tốt. Vậy đâu là lý do để chúng ta có thể thu hút được thật nhiều khách hàng đến với chúng ta? Đó ạ. Ngày hôm nay spa của bạn có chiết lông, spa bên cạnh cũng có. Bạn có hai phu, spa bên cạnh cũng có hai phu, cũng có tắm trắng, cũng có tắm trắng. Và các bạn đua nhau bằng công nghệ. Nhưng khách hàng ấy, một cái sự thực đó là khách hàng họ không để ý quá nhiều đến công nghệ là gì, bạn sử dụng công nghệ nào đối với họ, họ chỉ lắng nghe thôi chứ chưa thực sự là họ đã cho vào trong lòng. Mà cái thứ để đưa cho khách hàng đến với doanh nghiệp của chúng ta đó là gì ạ? Đó là một cái ấn tượng, đó là một cái ấn tượng. Khi khách hàng họ phát sinh ra một nhu cầu, ví dụ khi chúng ta khẳng định chúng ta là số 1 về chiết lông, thì khi khách hàng họ phát sinh nhu cầu về chiết lông thì họ sẽ đến với chúng ta. Còn chúng ta khẳng định chúng ta số 1 về tắm trắng, chúng ta số 1 về trị nám, thì khi khách hàng có những nhu cầu về tắm trắng, về trị nám thì khách hàng họ sẽ nghĩ đến chúng ta là người đầu tiên. Còn nếu không thì sao ạ? Thì như tất cả chúng ta, như tình trạng của chúng ta hiện tại đó gì cả, tất cả các hệ thống spa, tất cả các doanh nghiệp đều kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ như nhau và làm cho khách hàng bị lạc giữa mê hồn trận, không biết chọn nơi đâu là nơi đáng tin cậy để họ có thể là chọn mặt người vàng và để họ có thể gọi là quay lại nhiều lần tin tưởng hơn. Giải pháp mà tôi thường hay tư vấn cho khách hàng là spa của mình rằng đó là chúng ta hãy lựa chọn một cái dịch vụ mà chúng ta đang làm tốt nhất, chúng ta đang làm mạnh nhất, có công nghệ hiện đại nhất, chất lượng dịch vụ tốt nhất, nhưng mà trên hết cả đó là khách hàng sử dụng nhiều nhất trong thời gian mà chúng ta hoạt động. Và chúng ta định vị là chúng ta đang giỏi nhất, làm tốt nhất về cái dịch vụ đó. Và hàng ngày chúng ta truyền đi những thông điệp, chúng ta giáo dục khách hàng, chúng ta khẳng định rằng mình là số 1, mình là top đầu về dịch vụ đó tại cái thị trường này. Và điều đó sẽ làm cho khách hàng họ lắng nghe, và chúng ta truyền đi càng nhiều thì khách hàng nghe càng nhiều và dần dần họ sẽ trở lên từ tin tưởng rồi họ sẽ đến thử với chúng ta một lần. Và khi mà chất lượng dịch vụ của chúng ta tốt thật, khi mà những thứ chúng ta khẳng định tốt thật thì khách hàng họ sẽ quay lại, và không những quay lại họ còn giới thiệu với chúng ta nhiều lần hơn nữa, giới thiệu cho chúng ta nhiều khách hàng hơn nữa. Và cái giải pháp cho chúng ta để trở lên nổi bật hơn đó là gì ạ? Không lên tham là cái gì chúng ta cũng làm, cái gì tôi cũng giỏi, từ trị nám, từ giảm béo, từ chiết lông, cái gì tôi cũng giỏi, mà tôi hãy giỏi một thứ thôi. Các cụ ngày xưa đã nói rồi đúng không ạ? Nhất thân vinh, nhất nghệ tinh, hay là một nghề thì sống, đúng nghề thì chết, là chúng ta hãy khẳng định một thôi, Hay như là ở đơn vị của tôi, chúng tôi có thể làm marketing rất là nhiều lĩnh vực, nhưng tôi khẳng định đó là tôi là marketing cho lĩnh vực spa là tốt nhất. Thực ra là cái gì cũng có thể làm tốt được, nhưng tôi khẳng định spa là tốt nhất để tôi truyền đi thông điệp cho khách hàng rằng tôi làm spa, để những khách hàng spa họ có thể là tìm đến tôi và tôi có thể được giúp đỡ cái doanh nghiệp, cái cơ sở spa của họ phát triển lên. Và lại giải pháp cho chúng ta đó là gì? Hãy khẳng định chúng ta tốt nhất điều gì mà đối thủ không có, mà khách hàng đến với chúng ta họ cảm thấy hài lòng nhất, thì hãy khẳng định, chúng ta là top 1, chúng ta là top đầu, có thể phục vụ khách hàng tốt nhất trong cái dịch vụ đó. Và cái điều này sẽ giúp cho các bạn có những cái kết quả kinh doanh cực kỳ tốt. Hãy trải nghiệm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.